các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Năm cũ đã qua và năm mới lại đến. Đầu năm chúng ta lại cùng nhau quay quần bên bữa cơm gia đình, bên ông bà bố mẹ và bạn tán dôm giả về chuyện của một năm qua, chuyện của năm nay và gửi nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Câu chuyện về ngày Tết cứ xoay quanh chuyện bánh mứt, hoa trái, trao cho nhau những phong bao lì xì đỏ chót kèm lời hỏi thăm sau một thời gian chăm chỉ làm việc, học tập. Vậy các nghệ sĩ Vbix thì sao? đầu năm họ đang ấp ủ những gì để năm 2021 thêm rực rỡ. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe dự định của dàn sao Vbix nhân ngày đầu năm và nhận đôi lời chúc giản đơn của họ dành cho độc giả, chắc chắn sẽ giúp Tết của bạn thêm hân hoan phần nào. Vũ Khắc Tiệt Trong năm 2021, tôi mong dịch sẽ hết để được thực hiện đam mê đi vòng quanh thế giới và ghi hình cho kênh Youtube. Tôi dự định sẽ dành 2 năm để đi sau khi đi hết những nơi đẹp tôi sẽ bước chậm lại, khi nào có những nơi nào thật sự tuyệt vời mình mới đi. Bên cạnh đó, tôi cũng mong sẽ thực hiện ước mơ từ lâu nay đó là ra mắt công ty du lịch, giúp mọi người được đi du lịch sang cảnh giống như tôi. Còn về kinh doanh tôi chưa có duyên, tôi có nhiều kế hoạch trong năm 2025 nhưng không thành công, không biết năm sau sẽ thế nào nên chưa dám nói trước. Ngoài ra, Tôi mong tôi và Ngọc Trinh vẫn giữ được tình bạn đẹp và luôn bên cạnh nhau thế này. Tôi cũng tự hào rằng 17 năm chúng tôi vẫn luôn dành những cảm xúc hồi hộp khi đi chơi với nhau, vẫn vui vẻ chọn lựa quần áo, giày dép mỗi khi gặp mặt, điều đó thật sự rất vui. Và cuối cùng, Vũ Khắc tiệp chúc các bạn một năm mới vui vẻ nhé. Diễm My 9X Năm 2020 là một năm thành công của My. Mi cảm thấy biết ơn vì trong thời dịch bệnh vẫn có cơ hội được làm việc và cống hiến. Trong năm 2021, Mi dự định sẽ ra mắt phim điện ảnh vào ngày 30 tháng 4. Lúc ấy hy vọng dịch bệnh đã kết thúc để mọi người lại được gia dạp xem phim. Bên cạnh đó, Mi cũng sẽ tiếp tục thực hiện các dự án điện ảnh và truyền hình của mình, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt năm 2021, tôi quyết định sẽ làm nhiều công tác từ thiện hơn như xây cầu, xây nhà và giúp đỡ đồng bào. Vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm Với tình hình này thì chúng mình chỉ cầu mong thế giới được bình an, riêng gia đình mình thì luôn khỏe mạnh và cứ sống thật tốt trước cái đã. Sau đó, mọi cơ hội cũng từ đó sẽ giúp mình hoàn thành từ từ để sống hết mình với đam mê. Đó là cách Thành và Diễm vẫn hướng cho nghề nghiệp trong nhiều năm qua chứ không đặt mục tiêu quá lớn lao nào đó. Nhưng dịp năm mới tân sửu 2021, Thành và Diễm xin chúc các anh chị trong ban biên tập và độc giả của kênh 14 một năm nhiều sức khỏe. Dù hoàn cảnh xã hội có xảy ra thế nào, thì vẫn giữ năng lượng tích cực nhất để vượt qua tất cả. Vợ chồng Kali, Thanh duy chúc mừng năm mới. Nhân dịp năm mới, vợ chồng Kali, Thanh duy chúc các bạn một mùa xuân mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Kali, đặc biệt trong năm vừa qua chúng ta đã gặp phải nhiều khó khăn và vất vả dịch bệnh và lũ lụt nên Ly mong rằng trong năm mới này những điều không may mắn sẽ được xua đi hết. Năm nay chúng ta sẽ có một năm làm việc thật là phát tài để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thanh Duy, và năm nay phải giữ sức khỏe các bạn nha. Phải có sức khỏe thì chúng ta mới làm được những điều mình mong muốn. Miru 2021 Miru vẫn sẽ đầu tư vào các lĩnh vực mà mình đã rất thành công trong năm 2020. Nói chung là bứt phá trong việc kinh doanh. Còn hoạt động nghệ thuật mình sẽ cố gắng để ra các sản phẩm mới nhiều hơn nữa để khán giả có cái mà xem. Năm 2021 mình cũng không biết tình hình dịch bệnh sẽ đi đến đâu, nhưng mình cứ đặt ra các mục tiêu như vậy. Năm mới, chúc những bạn gái 30 tuổi giống như Miru hoặc những ai đó gần giống như mình sẽ có đủ tự tin, yêu thương và nỗ lực để trở thành một người phụ nữ thật sự như các bạn mong muốn. Ngoài ra, Miru xin chúc tất cả các bạn độc giả kênh 14 sẽ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, an vui và đầm ấm bên gia đình. Năm sau chúng ta sẽ có một năm thật phát tài, an khang thịnh vượng nha. Linh Ly Trong năm 2021 sắp tới, Linh Ly sẽ tập trung vào các sản phẩm âm nhạc cá nhân và hy vọng khán sẽ vẫn sẽ yêu mến, ủng hộ mình như trước. Đây đều là những ca khúc Linh đã viết từ trước nhưng chưa thể thực hiện được ngay vì nhiều lý do năm 2021 Linh nhất định sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa. Nhân dịp năm mới, Linh xin chúc mọi người một năm rồi giàu sức khỏe, may mắn, thành công và có thật nhiều tiền nhé. Điều. Năm 2020 Will chỉ ra ma tờ trong dự án phim Cả U Vàng Vây và Lý Cương rồi vậy nên điều tiếc nuối nhất có lẽ là về phần âm nhạc mình chưa ra ma tờ được sản phẩm nào. Vậy nên dự định trong năm 2021, Will sẽ cho ra matter 2, 3 ca khúc bị hoãn trong năm 2020. Xin chúc cho mọi người năm mơ y nhiều sư cờ khỏe, bình an, và thà tờ thành công. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Như mọi người đã thấy thì Linh cũng có đam mê vơ y ngành thơ y trang cũng như là lĩnh vư cờ kinh doanh. Chính vì vậy y mà khoảng thơ y gian này Linh đã ấp ủ về cờ xây dựng một thương hiệu thơ y trang của riêng mình. Bên cạnh vai trò hoa hạ u, Linh cũng muốn Kha Nơ Rê định bản thân trong lĩnh vư cờ mơ Dung Vũ Năm mơ này Dung không mong gì hơn ngoài chúc mọi người có mọ tờ sư cờ khỏe thả tờ tốt, một năm mơ may ma nợ và thụ nợ lơi hơn năm cũ, như Nơ Rê gì còn gan giờ chưa thư cờ hiện nợ đưa cờ trong năm cũ thì chúc mọi người sẽ đạt đưa cờ ngoại nợ vọng như ý trong năm mơ nhé. Trong năm 2021 tơ y đây, Dung Vũ sẽ có mọ tờ và dự án phim gia ma tờ mọi người hy vọng sẽ đưa cơ mọi người đón nhà nợ và ủng hộ. Phí Phương Anh Dự định của Phí Phương Anh trong năm mới sẽ là làm ra nhiều sản phẩm chuyển chu hơn dành cho khán giả và trao dồi năng lực của tôi nhiều hơn. Ngoài ra, chắc chắn mình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và lo cho bố mẹ cuộc sống hạnh phúc. Gia đình luôn luôn là trên hết. Chúc mọi người năm 2021 một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều niềm vui, vạn sự như ý, luôn luôn khỏe mạnh. Dù làm việc gì thì vẫn luôn chú trọng sức khỏe nha mọi người. Hoa hậu Tiểu Vi Có rất nhiều dư định mà Vi ấp ủ trong năm 2021 tơ y, Đà Cờ Bệ Tờ, là điển xuất, hiện nợ tại, Vi còn đang trao dồi mọi tờ số kỹ năng cơ bản cần thiết để có thể mang đến như nửa điều bất ngờ cho khán giả khi thư sư cờ ơ lĩnh vư cờ mơ y, có thể là trong năm nay sản phẩm đầu tiên sẽ được gửi đến khán giả. Năm mới chúc các bạn sẽ thật khỏe mạnh, bình an và tràn ngập niềm vui nhé! Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trước thềm năm mới, Hà xin chúc độc giả của kênh 14 một năm mới luôn an khang thịnh vượng, chúc mọi người có nhiều sức khỏe và may mắn. Trong năm 2021, Hà sẽ chuẩn bị những hành trang tốt nhất để đi thi quốc tế cũng như thực hiện một số dự án nhân ái để đem ra đấu trường quốc tế. Đồng thời, Hà sẽ dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, cố gắng sắp xếp thời gian đi du lịch cùng gia đình để mọi người thư giãn sau khoảng thời gian đầy áp lực vừa qua ảnh facebook nhân vật sưu tầm